mẹ xin lỗi con. Từ lúc con hơn 2 tuổi, bố mẹ đã bắt đầu cho con xem các chương trình trên YouTube. Chỉ vì mẹ bận, không thể dành thời gian vui chơi cho con nhiều được. Nên mỗi lần con quấy khóc, mẹ lại bật TV hay iPad, điện thoại để cho con nghịch. Rồi dần trở thành thói quen khó bỏ mỗi khi con ăn, con nghịch hay con khóc. Mặc dù biết rằng xem điện thoại nhiều không tốt, nhưng chỉ vì suy nghĩ chủ quan ngu dốt của mẹ mà giờ con phải khổ. Cách đây 3 tháng, cô giáo dạy kèm của con nói với mẹ con có biểu hiện của bệnh tăng động giảm chú ý, ngồi học không tập trung, cứ luôn chân luôn tay và học trước quên sau. Cô nói nhiều nên mẹ quyết định cho con đi khám ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Bước đầu tiên bác sĩ tiếp xúc với con đã nói, cháu có biểu hiện của bệnh tăng động giảm chú ý, rồi cho con đi làm bài test để xác định. Cuối cùng, bác sĩ kết luận con bị bệnh với chỉ số tăng động 5/9 và giảm chú ý 4/9. Giờ thì con phải uống thuốc liên tục và 2 tháng quay lại khám lấy thuốc một lần. Nhưng chưa dừng ở đó, điện thoại còn có tác dụng kinh khủng hơn tới đôi mắt của con. Khi mẹ thấy con viết chữ nguệch ngoạc, không đúng ô ly, nhìn gì cũng phải nheo mắt. Mẹ cho con lên phòng khám chuyên khoa mắt Hà Nội, thì từ chỗ đo cho đến khi gặp bác sĩ, ai cũng phải thốt lên. Ôi sao con bé mà bị nặng như thế này, sao không cho con đi khám sớm? Bác sĩ cho con chụp đáy mắt và nói mắt bị cận loạn nặng, đáy mắt bị tổn thương, có dấu hiệu thoái hóa. Lúc này mẹ bắt đầu lo lắng, nhưng vẫn nghĩ là sẽ chữa khỏi, sau đó lấy thuốc về cho con điều trị và cứ nghĩ là mắt con đã ổn. Đến hôm qua, mẹ cho con đi tái khám sau 2 tháng thì bác sĩ nói mắt con vẫn chưa có tiến triển, đo độ cận loạn lên đến 6,5 độ và giờ con phải đeo cái kính dày như đít chai. Con còn bị tật nhược thị, mẹ chỉ nghe bác sĩ nói bệnh đó có thể gây mù hoặc lác, nhưng khi mẹ tìm hiểu mới thật sự sốc. Bệnh nhược thị nếu phát hiện sau 7 tuổi sẽ không thể chữa khỏi và lâu dần con sẽ bị mù. Mẹ hối hận và thương con vô cùng nhưng đã muộn. Mẹ xin lỗi con. Mẹ hứa sẽ làm mọi thứ để đôi mắt của con trở lại khỏe mạnh hơn. Cha mẹ ơi, hãy bỏ điện thoại xuống và chơi cùng con. Đừng để điện thoại ảnh hưởng tới trí não hay đôi mắt trẻ thơ. Rồi đến lúc hối hận thì cũng không giải quyết được gì nữa rồi.